Ê, có những bạn hỏi bác này, bác ơi là vợ chồng em có bé gái 5 tuổi rồi à, nhưng mà thả hơn một năm nay vẫn chưa có em bé. Chồng em là con đầu họ cho nên là rất là áp lực đúng không? À, điều kiện kinh tế của em cũng khó khăn, tức là không có dư giả gì và đi vay mượn để làm thụ tinh IVF được không? À, thì bảo bác cho lời khuyên, đúng không? Thế thì bác sẽ chia sẻ với các bạn là cái việc là thụ tinh IVF là như thế nào, được áp dụng trong những trường hợp nào và đâu là mấu chốt quan trọng nhất để chúng ta cái khả năng thụ thai của chúng ta cao này và thai kỳ được khỏe mạnh và sẽ tạo ra một em bé khỏe mạnh đúng không? Đâu sẽ là mấu chốt quan trọng nhất? IVF ấy, nó sẽ là cái phương pháp là thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh trong ống nghiệm tức là tinh trùng và trứng được lấy đúng không, và thụ tinh trong cái môi trường thích hợp, và sau khi cái phôi được phát triển đúng không, và bác sĩ sẽ chọn những cái phôi nào đủ tiêu chuẩn, đủ chất lượng, khỏe mạnh và cấy lại vào cái môi trường tử cung của người vợ, được chưa? Thông thường là các bạn này, những bạn mà bị tắc hay vòi trứng, tức là trứng nó không có dụng được đúng không, lạc nội mạc tử cung đấy, rồi thì có thể là gì ạ, hiếm muộn và không rõ nguyên nhân đúng không? Mặc dù là vợ chồng khỏe mạnh bình thường, tất cả các hormone sinh lý sức khỏe bình thường nhưng không có con. Đấy. Rồi có thể trong trường hợp là gì ạ? Tích trữ trứng và tinh trùng. Có những trường hợp các bạn tích trữ khi còn trẻ để sau này mình có tuổi rồi mình muốn nó con đi, thì mình có cái nguồn trứng tốt. Đấy. Khi trẻ thì trứng và tinh trùng nó khỏe mạnh và tốt hơn, đúng chưa? Đấy. Để áp dụng trong trường hợp đó nhá. Thứ nhất này, đầu tiên là bước một là khám sức khỏe đã. Ví dụ như là xét nghiệm các cái hormone đúng không, yếu tố như là estrogen, testosterone, đấy, rồi xét nghiệm các cái bệnh lây qua đường tình dục đúng không ạ, xem là có bệnh gì không, rồi khám tổng thể đúng không ạ, rồi làm tinh dịch đồ vân vân. Bước 2, sau khi mà vợ chồng đều đủ tiêu chuẩn rồi đúng không, bác sĩ sẽ sử dụng cái thuốc gọi là thuốc kích buồng trứng nhá, kích buồng trứng thì sẽ tiêm thuốc từ 9 cho đến 11 ngày để trứng nó chín, và sau đó thì sẽ chọn ra những cái phôi phát triển khỏe mạnh đúng không, để sử dụng. Và sau khi mà kích trứng rồi ấy, thì sẽ tiêm các cái mũi kích trứng cuối cùng để kích thích rụng trứng. Đấy, rụng trứng thì bác sĩ sẽ chọn nhá. Đấy, bước thứ ba này sẽ chuyển sang cái bước là gì ạ? Chọc hút trứng và tinh trùng. Tức là khi mà chọn được cái trứng tốt rồi, cái phôi tốt rồi thì sẽ hút đúng không? Lấy tinh trùng, lấy tinh trùng, lấy trứng đó và đưa bước 4 là đưa vào trong ống nghiệm và đưa trong nghiệm, và tinh trùng có thể bơi trong đó và thụ tinh với trứng một cách hoàn toàn tự nhiên. Đấy. Và bước 5 đó là gì ạ? Chuyển vào tử cung của vợ. Sau khi nuôi cấy bên ngoài trong ống nghiệm ấy khoảng 2 5 ngày, bác sĩ sẽ chọn ra những cái phôi đủ tiêu chuẩn đúng không ạ? Và sẽ đặt vào trong tử cung người vợ. Và bước 6 là gì ạ? Thụ thai. Sau khoảng gì ạ? 2 tuần thì các bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm, đặc biệt là HCG, HCG đúng không ạ? Và các xét nghiệm khác cũng là để kiểm tra sức khỏe. Và bước 7 đó là theo dõi thai nhi. Đấy là 7 bước như vậy. Và cái bước quan trọng nhất mà bác Đạt nói trong cái đầu cái video này ấy, để có được cái phôi khỏe mạnh thì đó là gì ạ? Bạn cần phải có được trứng khỏe và tinh trùng khỏe. Cái điều này là vô cùng quan trọng nhá. Đấy, nó sẽ bắt đầu từ gì ạ? Để tạo ra trứng và tinh trùng tốt nhất thì các bạn cần phải xây dựng một cái chế độ ăn uống tập luyện phải ít nhất là trước đó 3 tháng. Ví dụ như là ngày hôm nay là các bạn có dự định đi khám sức khỏe để làm gì ạ? Để xem là mình có đủ tiêu chuẩn để làm IVF không, thì trước đó 3 tháng, nay là tháng 7 đúng không, thì phải trước đó là gì ạ? Tháng 4, tháng 5, tháng 6, tức là 3 tháng trước đó đấy, thì các bạn sẽ cần phải chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là ăn uống đầy đủ đa dạng đúng chưa, loại bỏ các cái độc tố. Đã, ví dụ như ăn uống là rất là kỹ đấy, các cái đồ nhựa mà nó thôi ra ấy, hoặc đồ thủy tinh nó thôi ra ấy, là rất là nguy hiểm, tại vì các cái chất độc đó nó đi vào máu và nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình nguyên phân giảm phân của trứng và tinh trùng, và khi đó nó không thể tạo ra trứng và tinh trùng tốt được, nên là các bạn phải bổ sung vitamin và khoáng chất đầy đủ trước 3 tháng nhá. Thứ hai nữa là gì ạ? Ăn uống lành mạnh, hạn chế những cái đồ ăn nhanh, đồ hộp, đồ đóng chai vân vân đúng không? Thì khi đó cái khả năng mà thụ thai nó sẽ thành công hơn, nếu không các bạn sẽ tốn rất là nhiều tiền này. Thì đây là cái thông tin mà bác Đạt muốn chia sẻ với các bạn đúng không? Thì chúng ta các cái bước bác Đạt nói ấy, thì bệnh viện sẽ tư vấn, khám và chỉ cho bạn, nhưng cái 3 tháng trước đó thì không ai nói cho bạn cả. Đó là cái điều quyết định, được chưa? Đấy. Thì đây là thông tin các bạn có thể tham khảo. Và nếu chỗ nào chưa hiểu, chưa rõ thì comment ở đây.
bác sẽ trả lời thêm cho các bạn nha và giải thích kỹ càng cho các bạn. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của bác nhé. Trên kênh có hơn 1.300 video, đó là các cái phác đồ, các cái hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con khỏe mạnh, tăng cân tốt này, không biếng ăn này, rồi phát triển tối ưu chiều cao này và không lạm dụng kháng sinh. Thì các bạn mua cái sách này nhé, những đứa trẻ lớn lên không ốm. Đây là kiến thức chăm con, đây là món quà mà các bạn dành tặng cho con mình khi con mình đến với thế giới này, đến với bạn, đến với gia đình nhà bạn. Tại vì đây là kiến thức trong con, nhưng mà bác Đạt trình bày ở dạng dễ hiểu nhất. Và các bạn đọc cuốn sách này, áp dụng vào nuôi con là con sẽ khỏe mạnh mỗi ngày và tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian. Và quan trọng hơn cả, đó là hãy cho con bạn một tuổi thơ khỏe mạnh. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, Dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.